Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang nghe chuyện trên Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 86 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tần Tư nghe La Băng đau đớn rên rỉ, thở dài than. Nếu như có Tiểu Quân ở đây thì tốt quá. Công không biết hắn tại vũ trụ nguyên thủy trôi qua như thế nào nữa. Đang lúc mọi người ở đây vì thế mà lo lắng không chịu được, bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ nhỏ trong sương phòng truyền ra, làm cho tâm tư của mọi người đều hạ xuống. Không lâu sau, Khương Lập đi ra, nàng bế một đứa bé vừa mới sinh, rất bụ bẫm, trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười vui nói: "Hai tử đã được sinh ra, mọi người nhanh đến nhìn nó này." Mọi người nhìn thấy trên mặt đứa bé tràn đầy hoan hỉ. Tiến vào trong sương phòng, Băng Nghiên cùng với Bạch Y Thần vây quanh bên giường, còn La Băng ở trên giường thì sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ không có chút sức lực nào. Khương Lập mang đứa bé bế đến trước mặt cô ấy, mỉm cười nói: "Hai tử là con trai đấy, ngươi thử xem nên đặt tên nó như thế nào đây." Nha đầu hưng phấn tiến lại gần muốn được bế tiểu đệ đệ này, nhưng Khương Lập khước từ, sợ rằng nàng chân tay vụng về nên không chịu đưa cho nàng bế. Băng Nghiên vô lực cười, trong mắt mọi người hiện vẻ vui mừng, vừa có vài phần bất đắc dĩ cùng sầu thảm. Xem ra chúng ta không chờ hắn trở về được rồi. Mẫu thân, ngươi đặt tên cho nó đi. Mọi người ở chung quanh nghe lời nói này, sắc mặt đều biến thành ngưng trọng hẳn lên, mà trong đầu đều hiểu rằng Băng Nghiên nói nhất định là Hồng Quân. Nhưng hiện tại Hồng Quân đang ở trong vũ trụ nguyên thủy, bỏ lỡ ngày sinh ra hài tử của mình, sợ rằng cũng là bất đắc dĩ. Yên tâm đi, Sương Nhi sẽ rất nhanh quay trở về, ngươi đừng lo lắng quá, chú ý thân thể là mới trọng yếu hơn. Khương Lập thở dài, ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên nhìn thấy quang cảnh kỳ dị đang phát sinh ở bên ngoài cửa sổ. Phong bế không gian đã được giải trừ, hồng mông linh khí do vậy tiêu tán, trên đám mây đậm đặc một tia thần quang như ẩn như hiện nhẹ nhàng rơi trên cửa sổ, nhu hòa mà ấm áp. Khương Lập tâm tư vừa động, cười nói: "Bất quá, gọi nó là Tần Sơ Thần thì như thế nào?" Hai chữ sơ thần này nguyên lai Khương Lập chứng kiến Nhật Quang Sơ Thần liền nghĩ đến, mà sơ thần liên kết với xuất trần thì âm tự của nó rất tương đồng, hy vọng đứa bé này nổi bật giống như ý nghĩa của tên nó. Băng Nghiên lạnh nhạt cười: "Tên rất hay, Sơ Thần." Hắc Vũ bên cạnh hăng hắc cười: "Như thế nào, hầu tử, ta nói là con trai mà, ngươi lại thua rồi." Hầu Phí bực bội, làm cho nét mặt già đỏ bừng, lớn tiếng nói: "Ván này không tính, chúng ta so ván nữa. Oa tử, sinh cho ta một nữ hài để cho Tạp Mao Điểu trông thấy đi." La Băng nghe Hầu Phí nói lời này, trên mặt tức thì hiện lên một mảng đỏ ửng, có hơi nghẹn không nói ra lời. Hắc Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói: "Đánh rắm loạn xạ, ngươi đem hài tử như thế nào, làm sao sinh chứ, ngươi sao không sinh một đứa?" Hai người này ta một câu ngươi một câu tranh cãi ầm lên, chúng nhân đều cười không thôi. Đứa bé bụ bẫm nằm trong lòng La Băng, bên trong hồng mông linh khí bồi dưỡng vừa mới sinh ra, bẩm sinh đã có ưu thế tu luyện so với người khác tốt hơn rất nhiều. Con người của nó vô cùng trong sáng, mi thanh mục tú, không ngờ có vẻ phần hình dáng của Hồng Quân. Đang nhốn nháo một lúc rồi sau đó yên tĩnh trở lại, trên mặt lộ một nụ cười. La Băng âu yếm nhìn nó cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, thấp giọng nói: "Sơ Thần cùng với mụ mụ chờ ba ba an toàn trở về nha." Hải tử giống như nghe hiểu, khẽ gật đầu nhưng không rõ ràng. "Băng Di, có thể cho ta bế Sơ Thần không? Ta không thương tổn nó đâu." Tiểu nha đầu ngồi ở cạnh giường ngỏ ý cầu xin. Nháy mắt đã qua 100 năm, tiểu nha đầu đã lớn lên thành một thiếu nữ thanh mảnh trong trắng, phong thái thanh nhã, đáng yêu động lòng người. La Băng hơi cười gật đầu. Tiểu nha đầu dè dặt bế Sơ Thần, trên mặt lộ ra sắc mặt vui vẻ, mà đứa bé kia tự hồ cũng đặc biệt cao hứng, cười cười không ngừng. Khương Lập nhìn các nàng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Thế nhưng giờ phút này thật sâu trong lòng của bà đang than thở. Không hiểu Tần Vũ và Tiểu Sương đến lúc nào bọn họ mới có thể trở về. Hiện tại tất cả mọi người tại Từ Huyền Phủ đang chờ bọn họ sớm ngày trở lại. Dưới tảng cây quế tại Hồng Mông Vũ Trụ, Lâm Bông ha ha cười: "Đại ca, ngươi xem hài tử này ngày sau vận mệnh sẽ như thế nào đây?" Hồng Mông mỉm cười nhẹ lắc đầu: "Thật quá là thế hệ sau càng mạnh hơn thế hệ trước mà. Ta cũng vô pháp nắm giữ mệnh ký của hài tử này. Bất quá cảnh giới sau này
nhất định cũng cao hơn hai chúng ta rất nhiều. Tại tử thần giới, bên trong địa mộ tinh, phân nhánh của tinh hệ, Hồng Quân đang tu luyện bên trong Hồng Quân giới, đột nhiên tâm cơ thoáng rung động, tự hồ có một tia cảm giác lờ mờ, giống như có người kêu gọi hắn. Thế nhưng lúc có lúc không, mờ mịt mà không thể truy tìm, không nhịn được có một chút kinh ngạc. Chẳng qua, làm cho bọn họ kỳ quái nhất chính là đã hơn 100 năm qua, bất kể là tử thần giới cùng với loạn thần giới, đều chưa có đối với khỏa địa mộ tinh này phát động tiến công với quy mô lớn. Ngẫu nhiên phái ra một ít tử quân tiến hành dò tra, nhưng đều bị Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh giết chết, cho nên địa mộ tinh hiện tại rất yên tĩnh, cũng tạo điều kiện cho mọi người có thời gian tu luyện. Trước mắt, Huống Thiên Minh cùng với Tôn Ngộ Không đi tinh cầu khác tìm kiếm, tiến độ tu luyện của hai người đều rất nhanh. Tại bên trong không ngừng thực chiến, Tôn Ngộ Không đã có thể đem cực hạn của mình đề cao đến đấu chiến tứ thập cửu côn. Biến thân lần thứ 7 của Huống Thiên Minh cũng phát ra càng ngày càng thuần thục. Chẳng qua, điều trọng yếu là mức độ hạn chế pháp tắc của tinh vực này càng ngày càng giảm bớt đi một chút. Hồng Quân cùng Cổ Bàn đều ở bên trong sơn lĩnh bế quan tu luyện, đều tự mình lĩnh ngộ huyền bí ảo diệu trong cảm ngộ. Giờ phút này, bất diệt phách thể của Hồng Quân đã được phóng thích đến trạng thái cực hạn. Mặt ngoài da thịt đều lưu động hỗn độn quang hoa, mờ ảo khó hiểu, khiến cho người ta có một loại cảm giác thật cổ pháp, cực kỳ kiên cố. Vật chất hỗn độn bám vào mặt ngoài thân thể của Hồng Quân, trong đó từng sợi nhỏ không ngừng biến hóa. Bỗng nhiên, vật chất hỗn độn dường như chỉ trong nháy mắt sinh ra một loại cộng hưởng nào đó. Tại mặt ngoài da thịt của Hồng Quân phát sinh ra tính chất biến hóa, trong nháy mắt sản sinh ra lực lượng bạo phát cường đại, chấn động đến toàn cả sân lĩnh rung động hẳn lên. Cỗ năng lượng ba động cường đại này, ngay cả Cổ Bàn cũng bị làm cho thức tỉnh nói: "Tiểu Quân, xem ra cảnh giới của ngươi cũng đề cao rồi." Loại trạng thái phách thể cường đại này duy trì không đến nửa khắc thời gian, Hồng Quân sắp không có biện pháp chống đỡ nữa, hít thở thật sâu nói: "Tu luyện mấy năm nay, ta phát hiện vật chất hỗn độn ở trong hỗn độn chi thể này có thể sinh ra tính chất biến đổi, với lại còn có thể hình thành một luồng lực lượng bạo phát cực kỳ cường đại. Chẳng qua loại trạng thái này hao phí thể lực của ta cực kỳ lớn, cho nên không có biện pháp duy trì thời gian lâu được." Thì ra là như thế, thế nhưng nếu như có thể đạt tới lực lượng bạo phát cường đại như thế, thời gian dài ngắn, tin rằng sau này trong tu luyện có thể tiếp tục gia tăng. Hồng Quân gật đầu hỏi: "Tiểu Cổ, mấy năm nay ngươi lĩnh ngộ như thế nào?" Cổ Bàn hờ hững cười: "Vài năm nay ta chỉ là làm cho mức độ hạn chế pháp tắc nơi này đối với ta giảm xuống tới mức độ cực hạn, cũng không có tiến triển gì to lớn lắm." Hồng Quân nhíu mày nói: "Vậy ngươi không có nghiên cứu không gian trong bản cổ phiên sao? Ta muốn biết kết quả cuối cùng tên thủ lĩnh kia thuộc dạng nào trong thế giới phiên của ngươi." Cổ Bàn nói: "Không gian trong bản cổ phiên này cực kỳ thần bí, với lại dường như ẩn chứa một loại lực lượng không có cách gì biết được. Với mức độ bị hạn chế của ta, hiện tại cũng không có năng lực tiến vào bản cổ phiên để tiến hành nghiên cứu. Chẳng qua ta có thể cảm giác được lực lượng của cổ bàn phiên dường như không chỉ vẹn vẹn là phá nát hư không, mà lại còn có năng lượng nguyên lực tái sinh nào đó." Hồng Quân có chút kinh ngạc nói: "Lợi hại như thế sao? Không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể có được loại bảo bối thế này." Lúc này, hai đạo thân ảnh từ trên không trung hạ xuống, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người là Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không. "Hóa ra là hai người bọn ngươi đã thức tỉnh, ta còn tưởng là cần phải chờ mấy trăm năm nữa, chuyện tốt thế này có thể lỡ mất nữa rồi." Mặt khỉ của Tôn Ngộ Không cười như sấm động không ngừng, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Cổ Bàn gạn hỏi: "Chuyện tốt gì thế, lại đáng để cho ngươi cao hứng như vậy?" Huống Thiên Minh lãnh đạm cười nói: "Cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào, dường như loạn thần giới cùng tử thần giới đều quên mất tinh cầu này tồn tại. Thậm chí mấy năm nay tử quân tuần tra đều đã ít hơn rất nhiều. Sở dĩ 10 năm trước ta cùng hầu tử chủ động xuất kích và đi công kích một cái tinh cầu, tử quân trên tinh cầu đó tuy rằng nhiều nhưng thực lực cực kỳ bình thường, chúng ta sẽ rất dễ dàng đến đánh hạ bọn chúng. Trong 10 năm nay, tổng phạm vi xung quanh địa mộ tinh vượt quá 10 ức dặm đều là của chúng ta rồi." Hồng Quân nhíu mày nghi hoặc nói: "Nếu như vậy, vì sao loạn thần giới cùng tử thần giới một chút động tĩnh cũng không có?" Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói: "Bất kể bọn chúng thế nào, điều này không phải như ngươi nói sao? Nên vì chính mình mà chiến đấu, lão Tôn ta vẫn còn muốn tiếp tục đi chiến đấu, không ngừng mở rộng phạm vi của mình. Như thế nào, nhân tài của loạn thần giới với tử thần giới ta đều không để trong mắt đâu."
Huống Thiên Minh nói: "Nếu như hai người các ngươi đã xuất quan rồi thì chúng ta lập tức cùng nhau bắt đầu chiến đấu. 10 năm nay ta cũng bắt làm tù binh rất nhiều tử quân và binh sĩ của loạn thần giới. Bọn chúng đều bị thiên đạo chi nhận phong ấn lại. Đúng lúc đại quân của chúng ta nên hành động rồi." Cổ Bàn cười nói: "Cũng tốt, đúng lúc lên rời đi để tích lũy một ít kinh nghiệm thực chiến. Đối với tu luyện bàn cổ phiên của ta đây cũng có chỗ tốt." Hồng Quân cũng tỏ vẻ đồng ý gật đầu. Tôn Ngộ Không cảm thấy vừa ý, cực kỳ hưng phấn nói: "Nếu như vậy chúng ta cứ đặt cho nơi này một cái tên đi." "Cũng tốt, bọn họ đã có tử thần giới, loạn thần giới, vậy chúng ta cứ gọi là chu thần giới đi. Gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, vì mình mà chiến đấu." Huống Thiên Minh nói, Tôn Ngộ Không đối với cái tên này cũng cực kỳ hài lòng. Bất quá trong lòng của Hồng Quân thủy chung có chút ít lo lắng. Dẫu sao trong vòng 10 năm mở rộng phạm vi 10 ức dặm, nơi này là khu vực của tử thần vũ trụ, bọn họ như thế nào còn không có phát hiện. Huống hồ loạn thần giới còn đang cùng với bọn họ chiến đấu, đối với một điểm công kích trọng yếu này cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Tại bên trong phạm vi 10 ức dặm của chu thần giới này, hơn 10 quả tinh cầu đã hoàn toàn thuộc về bọn người Hồng Quân. Chẳng qua những tinh cầu này vẫn không có người cư trú, số lượng tử quân phòng thủ cũng cực kỳ ít ỏi. Trải qua 10 năm hăng hái chiến đấu, Huống Thiên Minh cùng với Tôn Ngộ Không cũng không có đại khai sát giới, ngược lại còn bắt làm tù binh 500 tên tử quân. Những tên tử quân này đều trải qua uy hiếp bởi đấu chiến côn điển của Tôn Ngộ Không, hoàn toàn bị hàng phục và trở thành đại quân đầu tiên của chu thần. Theo trong miệng của những tên tử quân đã hiểu rõ được đầy đủ hơn, nơi đây là Thiên Âm tinh hệ, thuộc về một trong hai tinh hệ lớn của vũ trụ tử thần, có 7 chủ tinh, trong đó một tinh còn lại là Ma Long tinh bị loạn thần giới chiếm cứ. Ngoại trừ việc này ra, những tinh cầu lớn nhỏ đạt đến con số 100 cái, mà có một tinh hệ khác có tên gọi là Ám Dạ tinh hệ, chiến đấu ở nơi đó còn kịch liệt hơn so với ở nơi này. Tuy nhiên, ngoài hai đại tinh hệ này ra, còn tồn tại một cái tử thần giới, nó có được quyền lợi chí cao, trưởng quản hàng trăm tinh cầu trong hai đại tinh hệ. Trải qua vài năm, Hồng Quân phát hiện trên thân thể những tên tử quân này có chút ít kỳ lạ. Thân thể bọn họ cực kỳ huyền ảo, đúng như dự đoán của Hồng Quân là do một loại vật chất hỗn độn tạo thành. Chỉ có điều là tử khí quá nặng đã che giấu khí tức của vật chất hỗn độn mà thôi. Những hệ tu luyện của tử thần giới rất đặc thù. Trong thời gian tu luyện có thể lợi dụng vật chất hỗn độn để ngưng tụ thân thể, bao trùm linh hồn vào trong, bên ngoài hình thành một cái chi thể hỗn độn khác. Chẳng qua cùng với bất diệt phách thể của Hồng Quân khác nhau rất lớn. Hồng Quân thì lợi dụng vật chất hỗn độn để cải tạo toàn bộ huyết nhục, còn người của tử thần giới thì phá bỏ nhục thân, trực tiếp lợi dụng vật chất hỗn độn để tiến hành tái tạo nhục thể. Bởi vì bọn họ đối với vật chất hỗn độn lĩnh ngộ không sâu, cho nên tái tạo nhục thể mới có thể xuất hiện một loại cảm giác hư ảo không có thực. Có điều cùng với thời gian tu luyện tăng lên, cảm ngộ của bọn họ đối với cái thân thể này cũng càng thấu đáo hơn, mà lực lượng bạo phát ra cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Sau khi hiểu rõ những điều này, Hồng Quân mới biết được hóa ra những bạch cốt này đều là nhục thể của bọn họ bị vứt bỏ. Thế nhưng cùng với những nhục thể không có linh hồn này không ngừng chồng chất, cho nên tử khí tại đây càng ngày càng nặng, cuối cùng hình thành một vũ trụ tử thần như hiện giờ. Mấy năm nay, bốn người dương cờ hiệu của chu thần giới ở trong tử thần giới không ngừng mở rộng phạm vi, khi lãnh vực mở rộng lên đến gần 2.000 vạn dặm, dường như ba chữ chu thần giới vang dội tiếng tăm ở trong tử thần giới. Bởi vậy, tử thần giới gia tăng số tử quân tiến hành đánh lén chu thần đại quân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Hồng Quân, chu thần đại quân mỗi lần đều có năng lực tránh né xảo diệu đường công kích của tử thần quân đoàn, dùng sự khéo léo đạt đến thắng lợi. Hơn nữa, tử thần giới bởi vì thế tiến công của loạn thần giới nên đã bị hạn chế, cho nên không dám cử binh lực ra với quy mô lớn. Vì lẽ đó, nhiều năm chiến đấu như vậy, chu thần đại quân không chỉ không bị tiêu diệt, mà còn vì tù binh bị bắt quá nhiều, quy mô hiện giờ so với trước kia còn muốn lớn hơn rất nhiều. Có điều, những tử quân này thủy chung thuộc về phiến vũ trụ tử thần này. Huống Thiên Minh vì để phòng ngừa bọn họ phản bội, sử dụng thiên đạo chi nhận làm cho bọn họ bị cấm chế lại, cho nên ở phương diện lòng quân lại ổn định thần kỳ. 50 năm sau, phạm vi của chu thần giới đã đạt đến 3 ức 5.000 vạn dặm, trong đó bao gồm một khỏa chủ tinh mà Tôn Ngộ Không không tiếc thụ thương hợp lại. Khỏa chủ tinh này có tên là Dạ Vong tinh, bởi vì loạn thần giới xâm lược, người ở đây đã hoàn toàn rời đi rồi.
Thế nhưng số lượng tử quân thì nhiều vô cùng. Tôn Ngộ Không vì muốn đánh chết thống lĩnh tử quân mà bị ép dùng đến đấu chiến tứ thập cửu côn, lúc này mới đem người đó oanh sát, nhưng chính mình cũng bị thương nhẹ. Bất luận là Tần Vũ ở tại Tà Thần Giới, Chiến Thần Giới hoặc bọn người Hồng Quân ở tại Loạn Thần Giới cùng Tử Thần Giới đều là ở vô tận hỗn độn khai mở không gian. Hết thải căn cơ tu luyện đều tại vật chất hỗn độn. Đẳng cấp cảnh giới của bọn họ đều là do mức độ lĩnh ngộ hỗn độn mà xác định ra. Ở bên trong Tử Thần Giới này cũng giống như thế, cũng đều phân chia là Pháp Thần, Đại Huyền, Thiên Mang, Hoàn Hư, Quy Thần, Hóa Thiên, 6 cảnh giới lớn. Với trạng thái bất diệt phách thể của Hồng Quân hiện tại, ắt hẳn phải đạt đến cảnh giới Thiên Mang sơ kỳ. Nếu như đúng là hỗn độn có tính chất biến đổi thì sản sinh ra lực lượng bạo phát, cảnh giới cũng vượt cấp bạo tăng. Chỉ có điều, khuyết điểm duy nhất chính là duy trì không được bao lâu. Thực lực cổ bàn phần lớn là ở trong cổ bàn phiên, cho nên cảnh giới lĩnh ngộ của hắn thì tương đối thấp, vẫn còn ở tại Đại Huyền trung kỳ. Còn như Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh, bọn họ đối với lĩnh ngộ hỗn độn chỉ có thể nói là sơ nhập mà thôi, cho nên bất luận là đấu chiến côn điển hoặc là thiên đạo chi nhận đều có hạn chế cực lớn. Muốn phát huy ra lực lượng mức độ lớn nhất của nó còn cần phải ở trong vật chất hỗn độn có một lần lĩnh ngộ thành tựu mới được. Hiện tại cảnh giới của hai người giống như nhau, ngừng lại ở Đại Huyền trung kỳ. Chẳng qua tình thế chiến đấu này không có kéo dài quá lâu, một trận đại chiến cũng sắp hạ màn. Một ngày kia, Tôn Ngộ Không vừa mới thông lĩnh 5.000 chu thần đại quân giải quyết thủ vệ quân của một quả tinh cầu không có người. Khi đang tiến hành tuần tra ở ngoài ba ức 5.000 vạn dặm, một quả chủ tinh toàn màu xám đen có hình dáng tựa như long đầu khiến cho hắn chú ý. Trên tinh cầu đó truyền đến sinh mệnh ba động rất mạnh, nhất định có lực lượng quân sự với quy mô lớn tập hợp tại chỗ này. Căn cứ vào một tên tử quân báo cáo, đây là một quả chủ tinh trọng yếu trong thiên âm tinh hệ, tên là Ma Long Tinh, bây giờ đã bị Loạn Thần Giới chiếm giữ. Trong lòng Tôn Ngộ Không kinh sợ, lúc trước lão binh sắp chết ấy đã từng nhờ hắn tìm kiếm thống lĩnh Ma Long Tinh, lợi dụng binh lực của hắn chiếm giữ càng nhiều tinh cầu. Chắc chắn tinh cầu lão binh nói chính là quả Ma Long Tinh này. Bởi vì không cách nào xác định quy mô binh lực trên quả tinh cầu này, cho nên Tôn Ngộ Không chưa muốn thực hiện tiến công ngay, trái lại quay trở lại Địa Mộ Tinh kiếm đám người Hồng Quân tiến hành thương nghị. Hiện tại số lượng chu thần đại quân đã đạt tới 50.000 người, trong đó phần lớn là tù binh mà tới. Còn có rất nhiều người muốn thoát ly sự quản chế của Tử Thần Giới, là tử quân ngưỡng mộ danh tiếng mà đến. Hiển nhiên danh hiệu của chu thần giới ở trong Tử Thần Giới tương đối vang dội. Chẳng qua là mặc dù đạt đến hơn 50.000 người, nhưng quy mô binh lực cùng với Tử Thần Giới, Loạn Thần Giới lại yếu kém hơn rất nhiều. Chiến đấu phần lớn đều dựa vào bản lĩnh của 4 người chỉ huy binh đội, lợi dụng chiến thuật quanh co lấy ít thắng nhiều. Kỳ thực trên phương diện quy mô binh lực không hề chiếm được bất cứ ưu thế gì. Hồng Quân đã vì việc này mà có chút khó xử. Ở Địa Mộ Tinh, 4 huynh đệ tụ hợp kết hợp lại thảo luận lần quyết chiến này. Sắc mặt của Hồng Quân lộ vẻ ngưng trọng nói: hiện tại toàn bộ binh lực đều tập trung ở trên chủ tinh Dạ Vong Tinh, và lại binh lực của đối phương cũng không hiểu rõ lắm. Chiến đấu như thế chỉ có thể nói là đánh cược một lần. Nếu như thắng được, danh hiệu của chu thần giới chúng ta hoàn toàn vang dội ở khắp Tử Thần Giới. Còn nếu như thất bại, chúng ta chỉ có thể làm lại từ đầu. Ngoài ra, trong lòng ba người đều rõ ràng, nếu như đích thực là thất bại, không chỉ đơn thuần là mất đi những binh lực cùng khu vực bình thường như thế, mà đối với việc phát triển về sau cũng sẽ tạo thành hạn chế cực lớn. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng nói: muốn chiến thì chiến, lão Tôn ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày đâu. Bất luận là Chiến Thần Giới hay là Tử Thần Giới, chu thần giới chúng ta không cần sợ bất luận là một phương nào cả. Huống Thiên Minh hơi nhíu mày nói: hầu tử, kích động như thế có thể lâm vào hoàn cảnh bất lợi đấy. Lần chiến đấu này nhất định không đơn giản, chúng ta cần phải tiến hành một kế hoạch tỉ mỉ và cẩn thận mới được. Cổ Bàn trầm tư trong chốc lát nói: lão Huống nói đúng, lần này không giống như bình thường, chúng ta chính là đem toàn bộ đánh cược. Hồng Quân hờ hững cười nói: ta cảm thấy nên đặt cược lần này. Bây giờ khu vực của chúng ta đã khuếch trương tới gần 3.000 vạn dặm. Người Tử Thần Giới vì bị hạn chế bởi Loạn Thần Giới cũng không dám đối với chúng ta tiến hành tiến công binh đội với quy mô lớn. Nguyên do chu thần giới đối với bọn họ vẫn còn có năng lực kiềm chế cực mạnh. Nếu như hiện tại chúng ta tiêu diệt Loạn Thần Giới, các ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Mắt của Huống Thiên Minh sáng lên.
Người nói là thế chân vạc sao? Nghe hắn nói những lời này, Cổ Bàn cùng Tôn Ngộ Không dường như có hơi minh bạch. Hồng Quân tiếp lời nói: bây giờ chu thần đối với hạn chế của tử thần giới có lẽ so với loạn thần giới thì lớn hơn rất nhiều. Nếu như chúng ta thực sự có thể chiếm được một quả chủ tinh của bọn họ, như vậy danh tiếng của chu thần giới trong hai giới đó hoàn toàn vang dội. Đến lúc đó, đứng trên thế chân vạc, tử thần giới, loạn thần giới cùng chu thần giới chúng ta hình thành một loại lực lượng kiềm chế tiềm ẩn, đối với việc phát triển của chúng ta sau này có ưu thế rất lớn. Ba người đều rất tán thành quan điểm của Hồng Quân. Cổ Bàn nói: thế nhưng trên phương diện binh lực thì tình thế của chúng ta rõ ràng là không thuận lợi. Nếu như quy mô binh lực của chúng ta đủ mạnh, với lại lúc này đối với bọn họ đó là một trận chiến đấu phòng thủ, tưởng muốn chiếm lĩnh tinh cầu này đối với chúng ta mà nói rất khó khăn. Huống Thiên Minh gật đầu: không chỉ như thế đâu, trên một chủ tinh tối thiểu cũng có một hoặc hai nhân vật cấp thống lĩnh. Hơn nữa, ở loạn thần giới, trên vấn đề lĩnh ngộ hỗn độn, ưu thế của bọn họ chúng ta còn chưa biết rõ lắm. Dường như Hồng Quân đối với việc này cực kỳ tự tin, cười một tiếng nói: cho nên chúng ta mới cần bố trí cẩn mật một chút. Trong những năm chiến đấu, ta hiểu rõ được ưu thế lĩnh ngộ hỗn độn của loạn thần giới, lúc này đối với chúng mà nói xác thực có chút trở ngại, nhưng còn chưa đến nỗi hoàn toàn không cách nào không thể tiến công. Ưu thế gì vậy? Tôn Ngộ Không hỏi. Tử thần giới này đều là lợi dụng vật chất hỗn độn cùng với linh hồn dung hợp, tiếp theo đó là bỏ đi nhục thể, đúng là một loại phương thức tu luyện kỳ dị mà. Nếu làm theo loạn thần giới thì tương đối đơn giản, bọn họ đều đem vật chất hỗn độn cùng với binh khí tiến hành dung hợp, sau đó luyện chế ra linh bảo có lực lượng mạnh mẽ. Thực ra trên phương diện thực lực, bọn họ chẳng hề chiếm bất luận ưu thế gì. Nói đến đây, Huống Thiên Minh dường như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói: chẳng trách mỗi lần gặp được binh đội của loạn thần giới cứ cảm giác binh nhận cùng trang bị trên thân thể của bọn chúng đều rất dũng mãnh, nguyên do là như vậy. Hồng Quân nói: loạn thần giới cũng không đơn giản như vậy đâu, bọn họ có thể đem vật chất hỗn độn tiến hành dung hợp với binh nhận hoàn mỹ nhất, với lại dựa vào việc lĩnh ngộ vật chất hỗn độn phát huy được lực lượng lớn nhất của những hỗn độn linh bảo đó, có thể nói so với tử thần binh đoàn còn khó đối phó hơn. Người định xử lý như thế nào? Cổ Bàn hỏi. Thì ở tình huống hiện nay, có thể nói chúng ta đang giữ hoàn cảnh không được tốt cho lắm, nhưng điểm duy nhất là chỗ chúng ta chiếm ưu thế, cho nên chúng ta phải gặm tạm khối xương cốt cứng rắn này thôi, cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp này. Là sao? Hồng Quân hờ hững cười, trầm giọng nói: tập kích bất ngờ. Cổ Bàn hơi nhíu mày nói: tập kích cơ, phương pháp này dĩ nhiên là tốt rồi, cũng là phương pháp duy nhất có thể thực hiện được, nhưng đột phá cửa thành ta nghĩ cũng chẳng hề khó tìm như vậy. Hơn nữa, cao thủ có cấp bậc thống lĩnh và phó thống lĩnh thì đối phó như thế nào đây? Hồng Quân tự tin nói: thì cảnh giới của cấp thống lĩnh nhiều nhất là ở Thiên Mang hậu kỳ, nếu như tạo ra hỗn độn chất biết sản sinh ra lực lượng bạo phát, ta nghĩ muốn giết chết bọn họ cũng không phải là việc khó gì. Bây giờ cao thủ chân chính vẫn còn ẩn tàng ở trong tử thần giới, bởi vì chu thần giới của chúng ta cùng loạn thần giới đang kiềm chế nhau, bọn chúng đương nhiên không dám tùy tiện xuất binh. Cao thủ loạn thần giới cũng giống như vậy. Hiện tại chỗ vướng mắc duy nhất là đột phá cửa thành, nguyên nhân cũng là ở chỗ này. Ta cần cho Tiểu Cổ đi trước tuần tra, Lão Huống cùng Ngộ Không ở bên ngoài 30 vạn dặm chờ đợi. Cổ Bàn gật đầu nói: như vậy cũng tốt, tối thiểu chúng ta đã có sự chuẩn bị trước. Tôn Ngộ Không đắc ý cười: lão Tôn ta trông coi 3721 ngày, tình cảnh lớn như thế này ta lúc rời khỏi Tu La Ma giới đến nay chưa có hề gặp qua. Tôn Ngộ Không dường như còn đang lưu luyến tình cảnh lúc mà hắn là Tôn tướng quân của Tu La Ma giới. Huống Thiên Minh cũng tỏ vẻ đồng ý. Sau khi bốn người thương nghị, quyết định dùng một thời gian một tháng tổ chức lại binh lực, sau đó tiến hành tấn công với quy mô lớn. Trong nháy mắt thời gian một tháng đã trôi qua, ở ngoài Ma Long Tinh đen như mực 2000 dặm, thân ảnh của Hồng Quân và Cổ Bàn lặng yên không một tiếng động hiện ra. Tiểu Cổ, nơi này có lẽ đã an toàn rồi, Hồng Quân nói. Sắc mặt Cổ Bàn vẫn có chút ngưng trọng nói: xem ra khuếch trương chu thần giới của chúng ta làm cho cường độ phòng thủ tại Ma Long Tinh ở loạn thần giới tăng lên không ít, chỉ là cấm chế ở xung quanh tinh cầu có vài đạo. Hồng Quân cười một tiếng: điều này không tốt, chứng minh chu thần giới chúng ta đã có năng lực kiềm chế tương đối. Tiểu Cổ, ẩn tàng khí tức, theo ta đi vòng quanh thử xem. Kỳ thực
cổ bàn nói là nói như thế, nhưng muốn phá vỡ mấy cấm chế này với bản cổ phiên có năng lực phá toái hư không của hắn lại rất đơn giản. Hồng Quân và cổ bàn ẩn tàng khí tức, nhẹ nhàng không một tiếng động tiến gần đến Ma Long Tinh. Trải qua một lần dò xét, biết chú quân của loạn thần giới phần lớn ở bên trong chủ thành Ma Long Thành, chỉ có một ít bộ phận binh lực lưu lại từng góc tinh cầu để phòng ngừa quân địch xâm phạm. Có điều loại tình huống này lại bị Hồng Quân rất dễ dàng tìm được điểm đột phá, chỉ cần giải trừ cấm chế theo hướng tiến công về phía đông nam tinh cầu, xuôi theo dạng núi thẳng đường tập kích chủ thành. Thế nhưng loại binh lực với quy mô lớn này muốn tiến hành tập kích thì cực kỳ khó khăn, bởi vì mục tiêu quá lớn rất dễ gây ra sự chú ý. Cho nên Hồng Quân lệnh cho Tôn Ngộ Không chỉ huy 5.000 binh lực rầm rộ nhắm vào chủ thành mà tiến hành công kích để làm phân tán lực chú ý của bọn họ. Sau khi trải qua một phen thương nghị, quyết định ngày mai sẽ phát động công kích, kèn lệnh của cuộc chiến này cũng sắp vang lên. Ngày kế, Hồng Quân, Cổ Bàn cùng với Huống Thiên Minh dẫn dắt 4.000-5.000 binh lực tiếp cận Ma Long Tinh. Lợi dụng năng lực phá toái hư không của Cổ Bàn Phiên, Cổ Bàn thi triển đem cấm chế xung quanh tinh cầu phá bỏ để tiến vào trong Ma Long Tinh. Binh lực to lớn như thế hiển nhiên có thể gây nên sự chú ý của thủ vệ quân ở mỗi góc của những tinh cầu này, nhưng không đợi bọn họ thực sự phản ứng đến mà đã trở thành vong hồn dưới thiên đạo chi nhận của Huống Thiên Minh. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không dẫn 5.000 quân tiên phong rầm rộ phá vỡ cấm chế, tiếp tục hướng về mục tiêu chủ thành để phát động công kích. Rất nhanh, chú quân của loạn thần giới liền phản ứng lại. Theo suy nghĩ của hắn trước đây, ở bên trong chủ thành quả nhiên binh lực đang chấn giữ rất hùng mạnh, số lượng không dưới 10 vạn. Điều này đối với chu thần giới mà nói là trận đánh ác liệt nhất mà không thể nào tưởng tượng được. Ngoài ra, địa thế của Ma Long Thành cực kỳ hiểm trở, nằm ở giữa hai tòa núi lớn, trước sau chỉ có hai đường sơn đạo rộng rãi, với lại địa thế rất cao, dễ thủ khó công. Điều này tăng thêm vấn đề khó khăn cho chu thần giới. Trước mắt, bên ngoài cửa thành Ma Long trước sau đã bố trí 7 đạo phòng tuyến, mỗi đạo phòng tuyến đều có binh lực 5.000 quân, mà còn bố trí trận địa phòng thủ. Lúc này, Tôn Ngộ Không thống lĩnh 5.000 quân tiên phong của chu thần giới ở cách phòng tuyến thứ nhất 100 dặm bắt đầu tuyên chiến. Kèn lệnh chiến tranh trầm lắng vang vọng tận trời cao. Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến rồi, lão Tôn ta phải đại khai sát giới một phen. Tôn Ngộ Không đối mặt với binh lực phòng tuyến có tới 3.000-5.000 quân mà không một chút sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Cùng với tiếng kèn lệnh thứ nhất vang lên, vô thượng chiến ý của hắn ầm ầm bạo phát, dường như toàn bộ tử quân cũng theo đó mà sĩ khí tăng lên, phát ra một trận rít gào khàn khàn nặng nề. Toàn bộ quân tiên phong của chu thần giới giống như một mũi đao sắc bén vô cùng mạnh mẽ đâm vào đạo phòng tuyến thứ nhất của Ma Long Tinh. Phần lớn những tử quân này bị Huống Thiên Minh lợi dụng thiên đạo chi nhận hạ xuống cấm chế, cho nên đều dốc sức lực chiến đấu. Tôn Ngộ Không dẫn đầu xông vào trong đạo phòng tuyến thứ nhất, đấu chiến côn pháp vừa chạm vào thì bạo phát ngay. Từ đấu chiến nhất côn đến tứ thập cửu côn, ánh sáng kim sắc pha lẫn với vô thượng chiến ý mạnh mẽ mà nổi lên, khí thế như cầu vồng, trong phút chốc đã làm rối loạn trận địa phòng thủ của đạo phòng tuyến thứ nhất. Hai tên trung niên mặc trên người trường bào tử kim sắc đang đứng trên tường thành của Ma Long Thành, bên ngực trái bọn họ có khắc dấu binh nhận thuẫn giáp cùng ma thú đầu đằng, hiển nhiên là nhân vật cấp bậc thống lĩnh. Người có vóc dáng khôi ngô bên trái là thống lĩnh, trên mặt có một bộ râu dài, đang xem tình huống trên chiến trường có một chút khinh thường, cười lạnh nói: Lý tướng quân, chu thần giới này cũng xem như là lực lượng mới xuất hiện, ta vốn tưởng là nó chỉ có thể đối phó với tử thần giới, không nghĩ tới mục tiêu công kích còn hướng về chúng ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Lý thống lĩnh ở bên phải thì lộ ra vẻ khom xuống, thậm chí cong xuống một chút, nhưng từ trong con ngươi thâm thúy phát ra hai đạo tinh quang, có thể thấy được hắn không phải là nhân vật đơn giản. Trầm mặc phút chốc rồi nói: Đại quân của chu thần giới này xem ra khoảng chừng binh lực chỉ có 5.000, nếu như không có hậu chiêu, Mạc thống lĩnh giao cho ta nơi này đi. Mạc thống lĩnh cười lạnh một tiếng: Yên tâm đi, vẫn chưa có người nào có năng lực phá bỏ 7 đạo phòng tuyến của chúng ta. Mạc thống lĩnh hờ hững cười, quay mình bước xuống tường thành. Trên chiến trường, Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng, vô thượng chiến ý bạo phát chưa hề ngừng lại, mà nó giống như từ trong chiến đấu mà sinh ra, trên mảnh sa trường này đã biến thành chiến thần xứng với tên của nó. Cùng lúc đó, tại địa phương cách phía sau của Ma Long Thành 1.000 dặm,
bọn người Hồng quân dẫn dắt 4 vạn 5 ngàn binh lực với quy mô lớn đang cấp tốc tiến lên, men theo dãy núi một đường thẳng tiến phía trước, không ngừng tiếp cận Ma Long Thành. Trên dọc đường, Huống Thiên Minh trước sau có chút lo lắng tình hình của Tôn Ngộ Không, cho nên nhiều lần muốn tiến lên trợ giúp, nhưng Hồng quân đối với hắn cực kỳ yên tâm. Trung quy với khí thế chiến đấu của Tôn Ngộ Không, muốn tiêu diệt được hắn trừ phi là nhân vật cấp thống lĩnh. Nhưng tại loại tình thế chiến đấu này, thống lĩnh của loạn thần giới tuyệt đối không thể tùy tiện xuất thành. Đó chính là nguyên do tại sao Hồng quân chỉ cho Tôn Ngộ Không 5.000 quân tiên phong. Thế mà trận chiến đấu cứ như thế kéo dài liên tục 7 ngày 7 đêm. Quân tiên phong chu thần của Tôn Ngộ Không tổn hại vượt quá 2.000 binh lực. Thế nhưng lúc này hắn đã đột phá đến trận phòng tuyến thứ 3. Trong 7 ngày này, Mạc thống lĩnh ở trên từng thành cũng cảm nhận được chiến ý cường đại của Tôn Ngộ Không, cũng cực kỳ hoảng sợ thế công kích mãnh liệt của chu thần giới. Dù sao trước kia 7 đạo phòng tuyến lớn của hắn tuy là bị tử thần giới đánh hạ 5 đạo, thế nhưng binh lực của đối phương tối thiểu cũng có trên 5 vạn. Thế mà Tôn Ngộ Không lại chỉ dựa vào 5.000 quân xung phong chu thần tiến đến đạo phòng tuyến thứ 3. Điều này làm cho Mạc thống lĩnh cảm nhận được một chút kinh sợ. Ngày thứ 10, Lý thống lĩnh có vóc người khòm khòm lại tới trên từng thành. Lúc này đã là lần thứ 4 hắn đến đây. Hai mắt của hắn chớp nhẹ, lạnh nhạt, đang nhìn chỗ chiến trường rất xa, trầm giọng nói: tên thống lĩnh này quả nhiên là lợi hại, chẳng những không vì binh lực giảm đi mà giảm bớt chiến ý, trái lại tình thế chiến đấu càng lúc càng mạnh mà còn kéo theo sĩ khí của binh lực. Những ngày nay Mạc thống lĩnh kia do khinh thường mà trở nên nặng nề, rõ ràng có chút lo lắng cho tình thế này, nói: nếu như loạn thần giới chúng ta có loại chiến sĩ này, vậy đúng là một viên hãn tướng rồi. Thế nhưng hiện tại e rằng phải giết hắn mới được, chỉ e rằng tình hình chiến tranh có thể bất lợi cho chúng ta. Lý thống lĩnh có hơi gật gật đầu nói: cũng tốt thôi, hãy để nơi này cho ta trấn thủ đi, ta nghĩ ngươi cần phải mang theo Hung Thiên lên trên. Mạc thống lĩnh nắm chặt quả đấm nói: Hung Thiên sao? Đối phó với cảnh giới của tên này, ta vậy là đủ rồi, chẳng qua là có chút thương tiếc mất đi một chiến tướng tốt như vậy mà thôi. Mạc thống lĩnh dường như đối với việc đối chiến với Tôn Ngộ Không có vẻ rất tự tin. Vừa dứt lời, người đã nhảy xuống tường, phút chốc tan biến ở bên trong chiến trường. Lý thống lĩnh có vóc người khòm khòm, nhướng mày lẩm bẩm nói: ta sợ rằng sự tình không có đơn giản như vậy đâu. Mạc thống lĩnh đó tiến lên với tốc độ rất nhanh, toàn thân có chiến giáp tử kim sắc phóng ra quang hoa mãnh liệt, một thanh trường kiếm ám kim sắc xuất hiện trên tay, trên lưỡi kiếm cổ phác không ngừng phát ra một cỗ vật chất hỗn độn rất dày đặc bám vào, hiển nhiên là một loại hỗn độn linh bảo cấp bậc siêu đẳng. Trong nháy mắt hắn đã tới chiến trường chỗ Tôn Ngộ Không. Số lượng tiểu quân chắc chắn so với 10 ngày trước rõ ràng là giảm gần một nửa, nhưng ba đạo phòng tuyến này có tổng cộng 1.500.000 binh lực, cũng vì trận khổ chiến này tử thương hiện giờ thậm chí còn không đến 5.000 binh lực. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Mạc thống lĩnh đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận, trường kiếm thẳng hướng Tôn Ngộ Không đâm qua. Vật chất hỗn độn ở trên mũi kiếm đang chuyển động theo quy tích cực kỳ huyền diệu, chỉ dựa vào một chút lực khống chế trong đó đã có thể nhận định được cảnh giới của thống lĩnh này ít nhất phải là thiên mang trung kỳ trở lên. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một cỗ khí tức mãnh liệt đang cuốn sạch mà đến, nhưng nguồn gốc của cỗ khí tức đó không phải là tự thân thống lĩnh mà là toàn bộ khôi giáp và binh khí của hắn đang ngưng kết vật chất hỗn độn mà phát ra một cỗ năng lượng khí tức cực kỳ kinh khủng. Kinh thiên côn pháp của Tôn Ngộ Không mãnh liệt quét tới, binh sĩ chung quanh đều ngã sạp xuống, hừ lạnh nói: cuối cùng đại gia hỏa cũng đã đến rồi, xem ra thời cơ cũng đã đến. Tôn Ngộ Không có thể chiến đấu tới mức này có thể hình dung nhất mực cứng lưỡi. So với tử quân trước đây, binh lính loạn thần giới này có cả lực công kích lẫn phòng ngự, chiến giáp và binh khí của bọn họ có khả năng công phòng không cách nào tưởng tượng. Tôn Ngộ Không có thể thống lĩnh đại quân trực tiếp đến bây giờ, có thể nói tất cả đều nhờ vào vô thượng chiến ý cường đại mà duy trì. Kim quang bính phát, đấu chiến côn pháp tản ra bốn phía chung quanh, hóa thành một mảng kim quang sáng lạn, phương viên trăm thước bốn phía không ai dám tới gần. Mà lúc này thân ảnh Mạc thống lĩnh không một tiếng động toàn tiến vào, khả năng phòng ngự của tử kim giáp hoàn toàn triệt tiêu lực đạo đấu chiến của côn pháp. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngừng lại, hai mắt lạnh như băng nhìn kỹ người trung niên khôi ngô kia, lớn giọng nói: là người phương nào? Ta là thống lĩnh Mạc La, cả gan dám đến đây làm càn, rõ ràng là muốn tìm chết mà.
Mạc thống lĩnh nói, giơ kim sắc trường kiếm chỉ tới hướng Tôn Ngộ Không. Mũi kiếm chợt xô trào một đoàn hỗn độn vật chất. Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng nói, he he, để xem khả năng tới đâu. Chính là lâu rồi lão Tôn ta còn chưa có ra tay. Cuồng vọng, bất quá ta lại rất bội phục ngươi, bản thân có chiến ý cùng dũng khí mãnh liệt. Nếu ngươi quy thuận ta, ta sẽ cấp cho ngươi 50,000 binh lực, còn cho ngươi một chủ tinh nữa, thế nào? Mạc thống lĩnh toan tính hỏi. Có điều phản ứng của Tôn Ngộ Không quả nhiên nằm trong sự dự liệu của hắn. Tôn Ngộ Không hung hăng nhổ một bãi nước bọt, giận nói, muốn chơi hàng ta, nằm mơ, muốn đánh cứ đánh, đừng có nhiều lời với ta. Tuy đang nói chuyện nhưng đấu chiến nhất côn đã bộc phát. Một đạo xí liệt quang mang từ trong tay Tôn Ngộ Không phát ra, uẩn hàm trong đó là vô thượng chiến ý, khí thế như thủy triều. Mạc La ánh mắt lạnh tanh, trầm giọng nói, tên ngu xuẩn, cho người lĩnh giáo bát phương sát kiếm của ta. Kiếm phong vũ động, vài đạo quang mang hỗn độn từ mũi kiếm vận chuyển nhanh hẳn lên. Hơn nữa khi Mạc La thi triển loại kiếm pháp này, rõ ràng thấu phát ra một cỗ sát khí vô cùng hung lệ. Tôn Ngộ Không thần sắc khẽ biến, ha ha cười nói, bây giờ mới hợp khẩu vị của lão Tôn ta. Ba đạo kim quang bỗng chốc phát ra, chiến ý của Tôn Ngộ Không càng thêm cường đại. Xét về mặt khí thế cùng với bát phương sát kiếm của Mạc La không thể phân biệt cao thấp. Kiếm pháp của Mạc thống lĩnh này hiển nhiên là trong trăm ngàn năm chiến đấu trên sa trường mới có thể lĩnh ngộ được. Chiêu thức cũng không đẹp mắt, nhưng mỗi một kiếm đều ẩn hàm một lực lượng có thể một kích chí mạng. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không liên tiếp sử dụng đến đấu chiến 7 côn, đấu chiến 13 côn, đấu chiến 36 côn. Vô số côn ảnh vô tiền khoáng hậu được đánh ra, mà bao trùm bên trong côn khí, khí thế của bát phương sắt kiếm tựa hồ cũng bị kích phát. Trưởng kiếm từ Mạc La nổ lên một lượng lớn hỗn độn vật chất tùy ý biến ảo trong chiêu thức. Khi công, khi thủ, bên trong côn ảnh tự nhiên không rơi vào thế hạ phong. Ưu thế hai bên đã quá rõ ràng, chiến ý của Tôn Ngộ Không rõ ràng so với Mạc La mãnh liệt hơn rất nhiều, mà lĩnh ngộ hỗn độn vật chất của Mạc La chắc chắn cao cường hơn. Hơn nữa, linh bảo trong tay nhất định là trung phẩm hỗn độn linh bảo, cường độ công kích tất nhiên lợi hại hơn rất nhiều. Một lát sau, côn khí của đấu chiến côn pháp do Tôn Ngộ Không phóng ra dường như bao phủ cả thân thể Mạc La thống lĩnh, nhưng mỗi lần đều bị sát kiếm của hắn chạm phá. Điều này cũng khiến Tôn Ngộ Không cực kỳ khó hiểu. Mạc La thống lĩnh bên trong đám côn ảnh mờ mịt lãnh đạm nói, ngươi còn chưa nếm thử sự lợi hại chính thức của sát kiếm của ta, thực là lực cười. Ngươi tu vi như vậy cũng có thể thống lĩnh một binh đội, lại còn muốn xâm chiếm địa phương của loạn thần giới bọn ta nữa, quá hoang đường. Tôn Ngộ Không tức giận nói, ít nói nhảm thôi, tiếp một bổng của lão Tôn ta, đấu chiến 36 côn. 36 côn ảnh chợt bộc phát, từ trong kim quang không ngừng phân tách, khí thế như nước lũ. Mạc La thống lĩnh cầm trong tay trường kiếm cổ phác, mũi kiếm trông không có chút sắc bén nào, nhưng bên trong tầng quang mang mập mờ kia lại tạo nên tầng tầng hỗn độn khí, nhất thời trong lúc đó ngăn cản đám kim quang kia. Tôn Ngộ Không mắt thấy công kích không có tác dụng, trong lòng lửa giận bốc cao, vung lên kim côn. 48 côn ảnh vút lên cao, hai đỉnh núi đều ầm ầm rung chuyển, sau đó tan biến, ẩn tàng trong đó là hỗn độn vật chất hiện ra. Cũng là trong những ngọn núi đó đã ẩn chứa hỗn độn vật chất đặc tính cứng rắn, có thể sánh ngang với Thiên Tôn linh bảo. Nếu không có chúng, sợ rằng ngay cả Ma Long Thành này đều bị chiến thế của hai người làm cho tan nát. Mạc thống lĩnh này cũng là một đại tướng có nhiều kinh nghiệm trên sa trường. Địch nhân càng mạnh, chiến ý bản thân cũng sẽ càng thịnh. Bát phương sát kiếm toàn lực thi triển, hỗn độn vật chất hiện lên quanh thân thể hắn, hình thành một quang cầu hỗn nguyên xoay tròn cực nhanh, bắn ra từng đạo kim quang. Chiến thế này khuếch trương tới gần 1.000 trượng chung quanh. Trong phạm vi này, vô luận là Chu Thần Đại Quân hay là Loạn Thần Đại Quân đều không thể đến gần. Có thể nói, đây hoàn toàn là chiến trường của hai người. Trên tường thành, Lý thống lĩnh con mắt đã bị mê hoặc, nhìn không chớp mắt, nhíu nhíu mày nói, thống lĩnh này quả nhiên khác thường, xem lĩnh ngộ hỗn độn thì tu vi cao lắm cũng chỉ là đại huyền hậu kỳ cảnh giới, nhưng cô chiến ý lại thực sự kinh khủng, cư nhiên có thể bức Mạc La tới tình cảnh này. Đang cảm khái, đột nhiên cả Ma Long Thành phát lên những tiếng rung động kịch liệt. Tường thành phía sau bỗng lở ra, thậm chí ngay cả cấm chế do chính bản thân hắn bày ra cũng bị phá hủy. Đây sao lại thế này? Lý thống lĩnh sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn ra phương xa. Lúc này vài tên lính rất nhanh chạy tới nói,
Báo cáo Lý Thông Lĩnh, có gần 5 vạn đại quân đột nhiên từ ngọn núi phía sau thành tấn công vào. Vì binh lính thủ thành phần lớn được bố trí tại phòng tuyến phía trước, cho nên phía sau binh lực quá ít. Hiện tại đã bị bọn chúng đánh tới bên trong, cấm chế hoàn toàn đã bị phá hủy. Xin Thông Lĩnh phái binh trợ giúp. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Lý Thông Lĩnh đã khó coi cực điểm. Thậm chí ngay cả giọng nói cũng bởi tức giận bộc phát mà run rẩy hẳn lên. Hảo, hảo à, kế điệu hổ ly sơn khá lắm. Bọn chúng tiến vào Ma Long Tinh, chẳng lẽ binh lính của chúng ta không phát giác ra sao? Người kia lắc lắc đầu nói, thuộc hạ đã điều tra, nguyên nhân là tất cả chú binh đều đã bị giết rồi, không còn người nào sống sót cả. Cái gì? Lý Thông Lĩnh lửa giận phừng phừng lớn tiếng nói, trong chủ thành chúng ta còn bao nhiêu binh lính nữa? Dạ, còn gần 5 vạn, bất quá đều tập trung ở gần cửa thành. Lý Thông Lĩnh trầm tư một lát, miễn cưỡng kiềm chế sự tức giận của mình, trầm giọng nói, lập tức điều động tất cả binh lực tới ngăn cản, vô luận là thế nào không thể để bọn chúng đánh tới cửa thành được. Binh lính lên tiếng, sau đó cấp tốc rời đi. Lý Thông Lĩnh tức giận nghiến răng nói, quả nhiên còn có hậu chiêu, chu thần giới. Phía sau Ma Long thành tường đã hoàn toàn sụp đổ. Hồng quân điều khiển 4 vạn 5 ngàn chu thần đại quân, khí thế không thể cưỡng vọt tới. Cổ bàn vung cổ bàn phiên lên, phàm là nơi nào cổ bàn phiên quét qua, nơi đó tan thành hư không, ai cũng không thể trốn thoát, thân thể liền băng hủy, kiến trúc bốn phía cũng bị nghiền nát bấy. Tiểu cổ, nhờ có ngươi, cư nhiên phần lớn phạm vi cấm chế đều bị hoàn toàn phá hủy rồi, cổ bàn phiên quả nhiên không phải tầm thường. Huống Thiên Minh than vãn, giờ phút này cảm giác được tu vi của cổ bàn đã có tiến bộ rất lớn so với những năm trước đây. Cổ bàn cười nhạt nói, kỳ thực đây đều là từ hỗn độn chất mà lĩnh ngộ được thôi, có thể biến hóa vật chất ảo diệu, cũng có lực lượng nghiền nát hư không. Cổ bàn phiên của ta bất quá là một loại lực lượng hạng trung mà thôi. Huống Thiên Minh nhíu mày nói, nguyên lai là như thế, mấy năm nay ta cùng với Tôn Ngộ Không đều chú trọng thực chiến, nhưng lại bỏ quên lĩnh ngộ hỗn độn vật chất, xem ra sau này nên đồng thời tu luyện mới phải. Lúc này Hồng Quân truyền lệnh, tiểu cố cứ theo kế hoạch lúc trước, người dẫn 2 vạn binh từ thành trái tấn công, ta mang 5 ngàn đi trước đánh tới cửa thành. Nếu chúng ta có thể cùng một lúc hội tụ, nhất định phá được phòng tuyến của bọn chúng, cuộc chiến này coi như nằm trong tay chúng ta rồi. Cổ bàn và Huống Thiên Minh gật đầu, đều tự dẫn theo đại quân tiến tới. Mà lúc này đại quân loạn thần giới cũng từ cửa thành hướng tới nơi này phản công. Tuy nhiên bọn họ đã mất đi vị trí phòng thủ, đối với đại quân chu thần là có lợi rất lớn. Đột nhiên trên bầu trời một đạo lưu quang xẹt qua, Hồng Quân nhìn rõ ràng đó chính là quang hoa của hỗn độn vật chất. Trong nháy mắt một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Người nọ mặc một thân kim sắc chiến bào, phía trước ngực trái có khắc khỉnh gươm kiếm ma thú, trên người tản ra một cỗ khí tức hỗn độn đậm đặc. Hồng Quân nhíu mày, ánh mắt hắn đầu tiên dừng lại ở trên khôi giáp người nọ, hiển nhiên là trung phẩm hay thậm chí là trung thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Người nọ hừ lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra một đại đao, hỗn độn khí nhất thời bùng phát lên, từ sự khống chế ảo diệu của hắn trong nháy mắt đã chặt đứt đầu mấy binh lính. Người nọ trầm giọng nói, không nghĩ tới các ngươi lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Hồng Quân cười lạnh nói, chỉ cần đoạt được tinh cầu này, vô luận là dùng thủ đoạn gì đều tốt cả. Ta là thống lĩnh Lý Hồng Đức, phụ trách giữ Ma Long Thành, nói cho ta biết ngươi tên gì. Lý Hồng Đức nói, lông mi dựng đứng, thấu phát ra một cỗ sát khí. Ta là một trong tứ đại thống lĩnh chu thần giới, Hồng Quân. Thiên Mang sơ kỳ, ta muốn xem ngươi rốt cục có bản lĩnh gì. Lý Hồng Đức liếc mắt tra xét tu vi Hồng Quân cao thấp đến đâu, trường đao trong tay phát ra tiếng ong ong, trên mặt đao hỗn độn vật chất nhất thời lưu động nhanh hẳn. Cùng lúc đó, Hồng Quân cũng phóng ra trạng thái bất diệt phách thể, quang hoa lập lè phía trên da thịt hắn. Trong tu luyện thân thể của Hồng Quân, bất diệt phách thể chưa làm 10 giai đoạn, mà trải qua nhiều năm tu luyện, trạng thái phách thể của Hồng Quân cũng chỉ là ở giai đoạn thứ 3, cũng là cấp độ đầu tiên có thể khiến cho hỗn độn chất biến ảo. Trạng thái này gọi là giải cấm. Theo sau Hồng Quân là 5.000 đại binh chu thần giới. Lý Hồng Đức ánh mắt lạnh lẽo, trên thân đao đột nhiên bính phát ra hỗn độn quang hoa lợi hại. Một thanh đâm chém vào thịt truyền tới, đã có hơn 10 tử quân hình thần câu diệt tan thành mây khói. Hồng Quân sắc mặt khẽ biến, bước chân vừa động, thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang. Trên phương diện bất diệt phách thể, Hồng Quân có thể tuyệt đối tự tin,
Quả nhiên, cho dù là tu vi thiên mang hậu kỳ Lý Hồng Đức, thấy tốc độ như vậy cũng là giật mình không thôi. Chém ra một đao, một cỗ hỗn độn vật chất kết dính chợt chấn động, bộc phát tạo ra một đạo khí lưu mạnh mẽ. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, không có nửa phần e ngại, một quyền xuất ra, quang mang li ti trên nắm tay lưu chuyển không ngừng, sinh ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Khí lưu vừa mới hình thành kia bỗng chốc bị đánh tan. Hồng Quân với tốc độ cực hạn trong chớp mắt đã tới trước mặt Lý Hồng Đức. Phách Thiên Đao Quyết, trường khí còn chưa động, một cỗ khí thế đã bộc phát ra hoàn toàn. Trên thân đao phóng tích hỗn độn vật chất từ trong tay Lý Hồng Đức rất nhanh biến ảo cùng với đao quyết vận chuyển, trong nháy mắt tiêu đi một quyền của Hồng Quân. Hai người tiếp một chiêu rồi lập tức thối lui, hai mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt đều mang theo nộ ý. Ngươi là người của chiến thần giới sao? Không, không có khả năng, chiến thần giới nằm ở bên kia của nguyên thủy trục tâm, điều này sao có thể? Lý Hồng Đức ngạc nhiên hỏi, nhưng lực lượng của Hồng Quân rõ ràng cùng với chiến thần giới có vài phần tương tự. Chiến thần giới, ngươi nói gì vậy? Hồng Quân có chút nghi hoặc hỏi. Lý Hồng Đức ánh mắt chớp động, kèm theo sự kinh ngạc thầm nghĩ. Tuyệt đối không có khả năng, chiến thần giới bị ngăn cách bởi nguyên thủy trục tâm, ở giữa còn có vài không gian bình diện, còn có cấm chế của đại thần thiên giới nữa, ức ngàn năm nay chưa hề có động tĩnh gì, như thế nào lại có người của chiến thần giới xuất hiện tại đây? Không gian bình diện chính là vách ngăn giữa hai không gian vũ trụ, cũng là giới hạn của hai vũ trụ. Không gian bình diện này chính là pháp tắc tồn tại tự nhiên bên trong nguyên thủy vũ trụ, là một loại không gian độc lập chưa từng bị khai tích. Mà loạn thần giới và chiến thần giới trong đó chỉ là một không gian bình diện nhỏ nhoi. Muốn đánh vỡ vách ngăn này mặc dù khó khăn nhưng không phải là không thể. Nhưng khoảng cách giữa chiến thần giới tới nơi này không phải có thể dễ dàng vượt qua, bởi có vô số vách ngăn không gian cùng với cấm chế của đại thần thiên giới, cho nên thậm chí ngay cả truyền tống trận cũng không có. Những điều này được ghi lại còn trước khi cả vũ trụ này bị khai tích hoàn toàn. Lý Hồng Đức có thể khẳng định năng lượng đặc thù mà Hồng Quân phát ra chính là chiến thần quyết mà thời viễn cổ nhắc đến, cho nên thật sự cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ bây giờ đại thần thiên giới thật sự đã không cách nào duy trì được nguyên thủy trục tâm nữa sao? Lý Hồng Đức mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng tình thế trước mắt không cho phép hắn có thời gian tự vấn. Phách Thiên Đao Quyết lại được phóng ra, đao khí bằng bạc bao phủ gần 100 thước xung quanh. Thân thể Hồng Quân chợt cảm giác được một cỗ áp lực. Loại cảm giác áp chế này mặc dù không thể hoàn toàn áp chế Hồng Quân, nhưng trong lúc đó cho dù là một chút cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Hồng Quân nhíu mày, trạng thái phách thể nhất thời lại tăng lên một tầng, trong nháy mắt đã hoàn thành tầng thứ hai. Khi tầng thứ hai bộc phát, loại áp chế này cũng tiêu tán hết. Lúc này Lý Hồng Đức khoét đao luân chuyển, trường khí như ẩn ẩn nhưng tiếng gào thét hướng về Hồng Quân chém tới. Hồng Quân tuy là có bất diệt phách thể cũng không dám dùng thân đỡ Phách Thiên Đao Quyết của hắn, bằng vào uy thế tốc độ cao không ngừng né tránh cũng không bị công kích làm thương tổn quá lớn. Giờ phút này Huống Thiên Minh và Cổ Bàn hai người đều mang theo hai vạn đại quân tiến sát đến trung tâm thành. Nơi này nhà nhà san sát cũng không thích hợp chiến đấu với quy mô lớn. Phía ngã tư chật ních binh lính chém giết phát ra những tiếng kêu hỗn tạp. Có điều phó thông lĩnh điều khiển 5 vạn đại quân loạn thần giới về phương diện thực lực hiển nhiên không thể theo kịp Cổ Bàn và Huống Thiên Minh, hai kẻ cuồng chiến. Thiên Đạo Chi Nhận và Cổ Bàn Phiên ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh khủng trong chiến trường tùy ý tàn sát, với khí thế không thể cản điều khiển đại quân chu thần giới tiến lên phía trước. Mà phía trước thành, cuộc chiến giữa Tôn Ngộ Không và Mạc La đã đến hồi khốc liệt. Mặc dù đã đánh tới lớp phòng tuyến thứ 3 cũng làm rối loạn trận hình thứ 4 và thứ 5, nhưng 5.000 binh sĩ chu thần giới lúc trước đã tổn thất còn không đến 2.000. Mặc dù vậy, chiến ý của Tôn Ngộ Không lại không chút nào suy giảm. Đại quân chu thần còn xuất lại cũng bị cố chiến ý này tích phát trên chiến trường kiêu dũng vô cùng, hiển nhiên là tác dụng của chủ tướng Tôn Ngộ Không. Bát phương sát kiếm của Mạc La tự hồ đã phát huy tới cực hạn, cùng với đấu chiến 48 côn của Tôn Ngộ Không chẳng thể phân thắng bại. Nhưng một lát sau, ưu thế của Tôn Ngộ Không đã hiện ra, mà lúc này Mạc La cũng lâm vào thế yếu. Trải qua tranh đấu đã lâu, hai bên giằng co với cục diện bất phân thắng bại. Tuy nhiên, Mạc La thông lĩnh hiển nhiên đã có chút gấp gáp. Dù sao bản thân hắn cũng không có vô thượng chiến ý, không có khả năng chiến đấu điên cuồng 100 năm mà không có cảm giác gì được. Cuối cùng,
khí thế của bát phương sắt kiếm đã hoàn toàn bị đấu chiến côn pháp của Tôn Ngộ Không áp chế. Côn khí màu vàng giống như thủy triều lãnh liệt bốc lên, cao cao bao trùm phạm vi vài thước xung quanh. Đáng chết, người này rõ ràng là không biết mệt mà, xem ra phải tốc chiến tốc thắng rồi. Tình thế giằng co lại tiếp tục. Mạc La hiển nhiên đã biết chiến ý của Tôn Ngộ Không không hề suy giảm, thậm chí ngày càng cường đại hơn. Loại người cuồng chiến như thế này hiển nhiên là một đối thủ khó nhằn. Biện pháp duy nhất chính là phải tốc chiến tốc thắng. Cùng với chiến ý của Tôn Ngộ Không tăng lên, lực lượng của đấu chiến côn pháp cũng đạt tới trạng thái cực hạn, cường độ mãnh liệt như nước sông Trường Giang. Nếu Mạc La không có trung phẩm hỗn độn linh bảo duy trì trạng thái phòng ngự, e rằng lúc này ngay cả khả năng chống đỡ cũng không có. Mạc La vận dụng lực lượng toàn thân tập trung lên thân kiếm. Thân kiếm nhất thời thả ra một đoàn vật chất kết dính màu đen, hỗn độn vật chất. Trong tay hắn lại biến hóa xảo diệu bát phương sát kiếm kinh thiên diệt địa. Một đoàn hỗn độn vật chất ầm ầm băng tán, trong khi cực nhanh xoay tròn hình thành một vòng xoáy, cỗ sát khí nhất thời phóng lên cao. Bát phương sát kiếm này là Mạc La thông lĩnh trong khi tấn công một chủ tinh của tử thần giới mà lĩnh ngộ được. Nó cũng tồn tại một cảnh giới hạn chế, phải là thiên mang hậu kỳ mới có thể phát huy lực lượng cường đại lớn nhất. Chiêu thức cuối cùng của bát phương sát kiếm chính là kinh thiên địa diệt. Sử dụng nó có thể trong loạn chiến mà bế nghễ, thế nhưng cũng là dùng tính mạng đánh đổi, nhất định là phải sử dụng hết lực lượng toàn thân. Mấu chốt chính là trong lúc đó điều khiển tối đa được năng lực của hỗn độn khí. Nếu thất bại, địch nhân nhất định sẽ nắm lấy cơ hội hạ sát là dễ như trở bàn tay. Xem ra hắn đã có chuẩn bị nên mới xuất ra một chiêu cuối cùng này. Hỗn độn khí tức thời mở rộng ra, diện tích càng ngày càng lớn, khó khăn trong sự điều khiển lực độ cũng càng lớn. Nếu không cẩn thận, hỗn độn lực này có thể phản lại bản thân. Đám khí lưu cực lớn lấy trường kiếm của Mạc La làm tâm cực nhanh xoay tròn, phát ra tiếng sấm oanh long, phạm vi đã đạt tới vài trăm thước phía trên đầu hắn, trông giống như một đám mây đen không ngừng xoay tròn. Tôn Ngộ Không tự hồ đoán được dụng ý của hắn, hưng phấn cười nói: "Khá lắm, kinh thiên địa diệt, lão Tôn ta đây muốn xem ngươi có khả năng gì đây." Côn khí bộc phát, đấu chiến 48 côn huyễn hóa thành 48 đạo kim quang không ngừng ba động, xung quanh hắn phát ra tiếng vang cộng hưởng. "Đi tìm chết, đi tìm chết." Cơ hồ cùng một lúc, hai người phát ra một tiếng tê hống, khí thế của hỗn độn bàng bạc giấu trong kiếm phong từ giữa không trung đáp xuống, phát ra tiếng sấm vang rền cả đất trời. Tôn Ngộ Không cũng không chịu yếu thế, khí thế đấu chiến 48 côn thăng lên một bậc, côn ảnh đầy trời tùy ý phóng ra, tất cả ngưng tụ lại tại trường côn trong tay hắn, trông giống như chỉ có một đạo quang hoa màu vàng. Hai loại lực lượng mạnh tột cùng hung hăng va vào nhau giữa không trung, bộc phát lực lượng hình thành một đoàn sóng năng lượng lan ra xa bốn phía. Hỗn độn kim quang lúc này ầm ầm bạo liệt, mặt đất thủng một lỗ sâu không thấy đáy. Đến khi bụi đất tan biến, hai thân ảnh mới dần dần hiện lên. Kim quang của Tôn Ngộ Không cùng với hỗn độn kiếm của Mạc La cuốn vào nhau, nhưng rõ ràng Mạc La đã mất đi khả năng phản kích, lúc này đã bị vô thượng chiến ý của Tôn Ngộ Không hoàn toàn áp chế. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, toàn lực xuất ra đấu chiến nhất côn. Khải giáp toàn thân của Mạc La mới vừa rồi bị pháo lát bấy, đã không còn khả năng phòng ngự, nhất thời bị côn khí đánh trúng, hất văng ngã xuống mặt đất. Bất quá Tôn Ngộ Không tự hồ có chút nương tay, xương cốt toàn thân y đã gãy nát cả, khóe miệng chảy ra từng dòng máu tươi, lúc này mới trầm giọng nói: "Thật sự là vô dụng mà, không thể nhanh như vậy được, lão Tôn ta còn chưa muốn kết thúc mà, nhanh đứng lên." Trên phương diện thực lực, Mạc La tuyệt đối trên Tôn Ngộ Không, có thể hắn thua ở chiến ý. Thân thể hắn đã hoàn toàn bị côn khí xuyên thủng, máu rỉ khắp người, trên khuôn mặt lại mang theo một nụ cười hưng phấn, nhẹ giọng nói: "Thống khoái, đã lâu vậy chưa có toàn lực chiến đấu, thua thật sự tâm phục khẩu phục. Thế nhưng ta nói cho người biết, tòa thành này tuyệt đối ngươi không chiếm được đâu. Chỉ cần có hung thiên ở đây, ngươi nhất định không chiếm được." Nói xong, hắn đã khí tuyệt bỏ mạng. Tôn Ngộ Không nhíu mày, dừng ở bốn đạo phong tuyến phía xa xa, dứt khoát nói: "Vô luận là như thế nào, ta cũng phải cướp được tòa thành này." Nói xong, hắn nuốt một ngụm máu tươi từ yết hầu phụt lên. Xem ra vừa rồi đối chiến, hắn quả thực là bị thương không nhẹ. Nhưng cho dù là trong tuyệt cảnh thế nào, hay là trọng thương vô thượng, chiến ý của hắn vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa lại không ngừng tăng lên.
Tôn Ngộ Không hung hăng nhổ ra một ngụm máu, tức giận gầm lên một tiếng, thi triển đấu chiến côn pháp tiến vào trong chiến trường. Từ trong ánh mắt kiên nghị thấu phát ra một cỗ khí thế thấy chết không sờn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.